Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. Nhưng các bạn ơi, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cảm xúc hơi buồn, buồn man mác nha các bạn. Hôm nay nhìn lại đôi dép này, mình chợt nhớ đến người bạn của mình, cũng không thân lắm mà cũng không có phải là lạc lắm, đi chùa cùng ngồi gần. Thì một hôm bạn mình cho mình một đoạn thơ, tôi tặng bà một đoạn thơ của bài thơ Đôi Dép. Thì bài thơ này theo mình tìm hiểu á, là của tác giả Đỗ Trung Quân các bạn, nhà thơ Đỗ Trung Quân. Chỉ cho mình một cái đoạn mà bạn mình thích nhất thôi. Nhưng cách đây khoảng một tuần lễ thì bạn mình đã mất rồi, vì một cơn bạo bệnh bạn mình qua đời. Bây giờ mình đọc lại những câu thơ mà bạn mình cho các bạn coi nha. Chỉ là một đoạn trong bài thơ thôi. Bài thơ này nó dài lắm các bạn, có trước có sau, nó khoảng gần cả trăm câu đó. Nhưng mà ở đây thì có bốn câu mà bạn mình đã trích trong một cái bài thơ Đôi Dép của tác giả Đỗ Trung Quân. Đỗ Trung Quân hay Nguyễn Trung Quân thì mình cũng quên nha các bạn. Bây giờ mình đọc cho các bạn nghe nha. Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế đều trở nên khập khiễng. Đây là một cái đoạn mà bạn mình tâm đắc nhất và gửi cho mình. Hôm nay mình sực nhớ ra, mình làm một bài thơ, mình làm một cái video này để truyền tải đến các bạn. Thì các bạn ơi, đôi dép này tượng trưng cho đôi dép vợ và chồng các bạn. Nhưng mà vô tình người bạn của mình nói lên cái tâm trạng của bạn mà mình không biết không hay. Tại vì cái lúc mà tặng mình cái những câu thơ này, bạn mình chưa có bệnh. Có yêu nhau đâu là hai vợ chồng cứ sằng sặc tối ngày à các bạn. Hai vợ chồng dường như không có hợp lắm á, không có tình tứ lắm. Y như cái tâm trạng của người bạn nha. Mà mình bây giờ mình mới hiểu ra là bạn mình nói lại cái cảm xúc, cái tâm trạng của mình đó như là một điềm báo trước nha các bạn. Thì hai chiếc dép này mình cho là một chiếc vợ, một chiếc chồng. Nếu mà vợ mất đi đó, cùng nhau gánh vác nè, cùng nhau gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, nói hai vợ chồng nha các bạn. Lên thảm xuống nhung, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế đều trở nên khập khiễng. Thí dụ như bây giờ một chiếc dép này mất nè, mình thế một chiếc dép khác vô, các bạn thấy có đẹp không? Nó vẫn là chấp vá nha các bạn. Nhưng mà biết đâu cái chiếc dép này nó là một sự khập khiễng của một chiếc dép khác nữa. Nó là phân nửa của một đôi dép khác. Nha. Cho nên nếu một chiếc mất đi thì mọi thay thế đều trở nên khập khiễng. Nếu mà bạn không có đôi chiếc dép này, có một chiếc thì bạn cũng khập khiễng. Mà bật thế vô thì bạn cũng khập khiễng. Tại vì nó không có trước có sau. Chỉ là một sự chấp vá thôi. Một chiếc dép này nó cũng là một phân nửa của đôi dép này. Các bạn thấy nó rất là ý nghĩa nha. Nó rất là ý nghĩa. Mình đọc lại nghe chơi nha các bạn. Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ? Nó nói về chồng vợ của chị bạn mình đó. Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế đều trở nên khập khiễng. Bây giờ thì chị bạn mình cũng đã mất rồi, mình nhớ lại đó, nhớ lại cái tâm sự mà chị ấy trao cho mình nè, một cái cảm xúc về đôi dép đó. Mình nhớ là chị, mình làm một cái video này để chuyển tải đến các bạn. Rồi các bạn suy gẫm thêm ha. Các bạn suy gẫm thêm rất là hay luôn. Bài thơ Đôi Dép. Đây là trích đoạn thôi nha các bạn. Bài thơ này nó dài lắm.
chỉ trích đoàn thôi đó. Các bạn thấy cái đôi dép nó vô cùng ý nghĩa không? Rất là ý nghĩa luôn đó. Xin chào các bạn, suy gẫm với mình nha.